trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4 năm 1975. Quân đoàn 4, cánh quân hướng đông, đập tan các tuyến phòng thủ cuối cùng trên đường tiến về giải phóng Sài Gòn. 5 giờ sáng ngày 31 tháng 3, hai mũi đột kích của tiểu đoàn 5 chọc thẳng vào trung tâm điểm cao. Mũi của đại đội trưởng đại đội 6 Nguyễn Văn Tý đánh vào khu chỉ huy mũi của đại đội trưởng đại đội 7 Vi Văn Bế đánh hất từ phía tây tây bắc điểm cao. Địch, lớp chết, lớp nhốn nháo bỏ chạy xuống chân đồi, bị đại đội 1 và đại đội 2 chặn đánh. Kết quả hai đại đội địch bị diệt gọn, hai đại đội bị thiệt hại nặng. Cuộc hành quân lấn chiếm vùng giải phóng của tiểu đoàn hai ngụy bị đập tan và cũng từ đó bọn địch co cụm về túc trưng, không dám mở các cuộc hành quân giải tỏa. Theo đường 20, Đà Lạt về Sài Gòn, quân ta đã áp sát đến túc trưng. Thời gian này, trên mặt trận tây nguyên dưới sự chỉ đạo chỉ huy trực tiếp của quân ủy trung ương và bộ tổng tư lệnh đứng đầu là đại tướng văn tiến dũng và bộ tư lệnh mặt trận tây nguyên với tinh thần nỗ lực vượt bậc quân ta đã hoàn thành việc đánh chiếm buôn ma thuột một cách nhanh chóng dồn dập gây niềm tin tưởng phấn khởi rất lớn cho tất cả các đơn vị các chiến trường trận buôn ma thuột hiểm và mạnh quá tiếp đến trận đánh diệt quân viện ở phía đông buôn ma thuột nhanh và gọn quá làm cho địch hốt hoảng rồi loạn phải rút chạy khỏi Tây Nguyên đưa quân về đồng bằng hỏng giữ lực lượng và giữ đất. Nhưng nào có đưa được lực lượng về giữ được đất, chúng đã bị tiêu diệt gần như hoàn toàn trên đường rút chạy. Trên mặt trận Trị Thiên Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, cho đến cuối tháng 3 năm 1975, với sự chỉ đạo tài tình của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, kết hợp giữa tiến công và nổi dậy, quân và dân ta đã tiêu diệt, làm tan rã và bắt sống toàn bộ quân địch, giải phóng hoàn toàn các tỉnh trong khu vực này cùng với chiến trường Tây Nguyên, chiến thắng Huế, Đà Nẵng làm thay đổi hẳn so sánh lực lượng về mặt chiến lược hoàn toàn có lợi cho ta, trực tiếp đánh bại âm mưu co cụm chiến lược của địch, làm cho Ngụy Sài Gòn suy yếu, tạo điều kiện cho ta tập trung lực lượng áp đảo trong trận quyết chiến cuối cùng. Sau đòn đánh trúng huyệt vào thị xã Buôn Ma Thuột, ta đã bắt đầu khai tử cho quân Ngụy Sài Gòn. Sau quân khu 2, đến quân khu một địch bị xóa sổ, một loạt các tỉnh từ Phan Giang trở ra đã được giải phóng trước thời cơ nghìn năm có một chấp hành chủ trương sáng suốt của bộ chính trị các binh đoàn chủ lực hùng mạnh của ta được lệnh tiến thẳng về phía nam áp sát sài gòn đường hành lang từ các cánh các hướng nối liền các con đường vận chuyển chiến dịch và chiến lược từng đoàn xe vận tải từ tây nguyên từ nam trung bộ đi suốt miền đông qua miền tây nam bộ sau khi giải phóng các chi khu dầu tiếng trơn thành an lộc phía bắc sài gòn ta đã áp sát bầu bảng phía tây sài gòn ta đã đến bờ sông Vàm Cỏ Đông, phía đông bắc quân ta đã bao vây ra kiệm. So sánh lực lượng quân sự và tình thế chính trị chuyển biến mạnh mẽ, đưa đến một bước ngoặt hoàn toàn bất lợi cho địch. Thế bố trí chiến lược mạnh ở hai đầu của chúng bị ta phá vỡ từng mảng. Nhưng ngoan cố và xảo quyệt vốn là bản chất của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai. Bọn cuồng chiến Mỹ còn cố sức bày mưu, tính kế hồng cứu vãn tình hình. Chúng phái đại tướng Wayne, tham mưu trưởng lục quân Mỹ, người đã cuốn lá cờ mỹ cùng đơn vị mỹ cuối cùng cút khỏi miền nam hai năm về trước đến sài gòn trực tiếp vạch kế hoạch cho bọn ngụy xây dựng một phòng tuyến mạnh bảo vệ sài gòn ngăn chặn quân ta từ xa ở phan giang vâng lệnh quan thầy bọn ngụy sài gòn vội vàng củng cố khẩn cấp tuyên phòng thủ phan giang đồng thời hình thành từ ngoài vào trong nhiều tuyến ngăn chặn bao gồm nhiều sư đoàn bộ binh và các đơn vị thiết giáp pháo binh các khu vực phòng thủ then chốt được tăng cường thêm mìn dây thép gai vật chứa ngại chống tăng, kết hợp với hệ thống đồn bốt bảo an, dân vệ thành một màng lưới dày đặc, nhằm buộc quân ta rũi dần từng bước, tốc độ tiến công bị chậm lại. Trong một loạt hệ thống phòng thủ dày đặc ấy, bọn Mỹ Ngụy đã chọn thị xã Xuân Lộc làm tuyến phòng ngự trọng yếu để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông bắc, một phòng tuyến ngăn chặn hai đường tiến của quân ta về Sài Gòn, đường số 1 và đường số 20. Nhà Trắng bảo thiệu phải, bằng bất cứ giá nào cũng phải giữ cho được Xuân Lộc nếu để mất Xuân Lộc thì Hoa Kỳ sẽ cắt viện trợ, nếu để mất Xuân Lộc thì yếu tố quân sự sẽ tuyệt vọng. Đại sứ Mỹ Ma Tin cũng khuyên Thiệu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải lấy tiểu khu Xuân Lộc làm bằng chứng của sự cố thủ đổi với Cộng sản. Nguyễn Văn Thiệu hứa hẹn với quan thầy, dù có chết, tôi cũng giữ cho được Xuân Lộc. Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 ngụy cũng hoành hoang, sẽ đánh một trận oai hùng cho thế giới biết. Thiệu đã tập trung vào đây toàn bộ sư đoàn 18, gồm 3 chiến đoàn 43, 48 và 52, 4 tiểu đoàn bảo an 340, 342, 343 và 367, 2 tiểu đoàn pháo binh 181, 192, 2 chi đoàn xe tăng, thiết giáp của thiết đoàn 5, trên 3.000 dân vệ, quân cảnh và phòng vệ dân sự. Sau này chúng đã ném vào thị xã này lúc cao nhất đến 9 chiến đoàn bộ binh, lính dù, lính thủy đánh bộ và sư đoàn 3 không quân trực tiếp chi viện về phía ta thắng lợi to lớn vừa qua có ý nghĩa chiến lược đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc chiến tranh giải phóng ở miền nam đánh dấu sự phát triển mới trong cục diện chung một bước suy sụp mới của mỹ ngụy địch đang có ý đồ thực hiện co cụm chiến lược quy mô lớn nhằm tập trung lực lượng lớn trên những phòng tuyến quan trọng hòng tạo một thế tương đối vững hòng ghim sức tiến công của ta hy vọng kéo dài được đến mùa mưa vì vậy chúng ta cần tranh thủ thời gian hành động khẩn trương táo bạo tiến công thừa thắng sốc tới liên tục tiến công, làm cho địch không kịp ứng phó, không kịp co cụ, củng cố. Bộ chính trị chủ trương tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa. Muốn giải phóng Sài Gòn, chúng ta phải đập nát những phòng tuyến vòng ngoài kiên cố của chúng. Phòng tuyến thị xã Xuân Lộc của địch đã được Bộ Chỉ huy Chiến dịch ta khoanh tròn đậm nét chỉ đỏ trên tấm bản đồ tác chiến. Ngày 4 tháng 4, Thiếu tướng Hoàng Cầm, tư lệnh quân đoàn 4 giao nhiệm vụ Sư đoàn 341, thiếu trung đoàn 273 cùng với sư đoàn 7 tiến công tiêu diệt sư đoàn 18 và toàn bộ lực lượng địa phương của địch tại thị xã Xuân Lộc, hỗ trợ đồng bào địa phương cùng với địa phương tiến công và nội dậy giải phóng tỉnh Long Khánh. Hướng tiến công: Bắc, Tây Bắc. Mục tiêu: dinh tỉnh trưởng, các khu vực cố vấn Mỹ, trung tâm thông tin, cảnh sát, tình báo CIA, tiểu đoàn 1 chiến đoàn 43 và 4 tiểu đoàn bảo an 340, 342, 243 và 367 sẵn sàng đánh địch từ núi Thị, ra dạ tân lên chi viện cho Xuân Lộc. Thời gian nổ súng, đêm 8 dạng 9 tháng 4. Nhận nhiệm vụ xong, Sư đoàn trưởng Trần Văn Trân cùng các đồng chí phó tham mưu trưởng Hồ Đình Quý, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 270 Nguyễn Thế Vân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 266 Nguyễn Quang Thuật, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 55 Lê Văn Cúc và các cán bộ cơ quan sư đoàn, Trung đoàn khẩn trương đi trinh sát, chuẩn bị chiến trường. Vượt qua ngầm La Ngà, đoàn cán bộ trinh sát vào thắng hậu cứ tỉnh ủy Long Khánh và thị ủy thị xã Xuân Lộc để cùng với địa phương trao đổi chuẩn bị kế hoạch phối hợp hành động. Đồng chí Tư Lạc tỉnh đội trưởng Long Khánh và đồng chí Nam Thắng, bí thư thị ủy Xuân Lộc đã báo cáo toàn bộ tình hình địch, tình hình dân và địa hình trong khu vực tác chiến hội nghị đã bàn bạc kỹ về những tình huống có thể xảy ra và thống nhất phương án tác chiến riêng về sử dụng lực lượng địa phương hội nghị nhất trí đại đội địa phương do bộ chỉ huy quân sự tỉnh trực tiếp nắm có nhiệm vụ hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy chọn một số du kích làm nhiệm vụ dẫn đường cho trinh sát sư đoàn và giúp đơn vị chuẩn bị vị trí giấu quân toàn bộ tù binh hàng binh sẽ giao cho địa phương quản lý sau hội nghị đoàn cán bộ được các tổ trinh sát dẫn vào tận hàng rào sát thị xã lực lượng vũ trang địa phương cử các tổ đưa các mũi trinh sát của sư đoàn, trung đoàn luồn qua các cứ điểm trong thị xã. Ba tổ trinh sát sư đoàn do trưởng ban trinh sát Lê Anh Thiện chỉ huy. Ba tổ trinh sát của trung đoàn 256 do trưởng tiểu ban trinh sát trung đoàn Nguyễn Bá Núc chỉ huy đã vào bám suốt mấy đêm liền trong thị xã. Thưởng ban trinh sát Lê Anh Thiệu đã vào tận nhà tên tỉnh trưởng Nguyễn Văn Phúc. Các mục tiêu tiến công, vị trí cửa mở, cấu trúc các hàng rào, các vật chứa ngại đã được trinh sát xác định, cùng với lực lượng trinh sát tiền nhập, điều tra địch ban đêm. Sáu đài quan sát của sư đoàn, bốn đài của hai trung đoàn bộ binh cùng các bộ phận trinh sát kỹ thuật kết hợp với khai thác tù binh đã cơ bản nắm chắc các quy luật hoạt động của địch và những lực lượng của chúng tại thị xã. Các đầu mối cơ sở hoạt động trong lòng địch cũng đã cử người về căn cứ báo cáo và nhận kế hoạch mới. Đêm 5 tháng 4, đoàn cán bộ trinh sát luồn vào trong các hàng rào để xem lại lần cuối mọi sự đi lại của địch trong thị xã vẫn bình thường, chứng tỏ chúng chưa biết gì về những hoạt động của ta. Chúng có ngờ đâu đã gần một tuần nay những chiến sĩ trinh sát của ta đang dán mình xuống đất để quan sát, đánh dấu các mục tiêu nơi chúng ở. Và cũng chớ trêu thay, đêm 24 tháng 3, đài BBC đưa tin, sư đoàn 341 đã vượt sông Mỹ Chánh, đang áp sát thành phố Huế. Không phải áp sát thành phố Huế, mà đang áp sát cửa ngõ đông, Bắc Sài Gòn sáng ngày 6 tháng 4, Đảng ủy Sư đoàn họp thông qua quyết tâm chiến đấu. Đảng ủy xác định nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị trong kế hoạch tác chiến của Sư đoàn. Quân đoàn có quan hệ mật thiết đến việc thực hiện nhiệm vụ trọng đại của toàn chiến dịch. Vì VAV, tiêu diệt được Sư đoàn 18, giải phóng được tỉnh Long Khánh thì sẽ phá vỡ được hệ thống phòng ngự của địch ở Đông, Bắc Sài Gòn, tạo điều kiện áp sát Sài Gòn, tác động rất lớn đến phong trào đấu tranh của nhân dân Sài Gòn, gia định đẩy tốc độ suy sụp của quân Ngụy vốn đã dao động mạnh càng xa sút hơn. Thị xã Xuân Lộc là mục tiêu phòng ngự rất trọng yếu của địch ở quân khu Ba Ngụy, bảo vệ Sài Gòn từ phía đông, một trọng điểm phòng ngự từ xa của Mỹ Ngụy. Nếu giữ được Xuân Lộc, Long Khánh thì tuyến Biên Hòa, Nhơn Trạch, Bà Diện, Vũng Tàu chưa trực tiếp bị uy hiếp. Sân bay Biên Hòa và cả sân bay Tân Sơn nhất còn hoạt động được. Vì vậy, bằng mọi giá, địch cố giữ cho được Xuân Lộc, Long Khánh. Đây là trận đầu tiên sư đoàn đánh tập trung hiệp đồng binh chủng, có trang bị kỹ thuật lớn và một thị xã lớn. Trong lúc đó, các đơn vị đang trên đường hành quân vào vị trí tập kết, có đơn vị chưa đến, thời gian lại khẩn trương. Nhưng trong tình hình suy sụp không thể gượng nổi của Mỹ, Ngụy trong sự lớn mạnh vượt bật của ta, sư đoàn đang có những thời cơ mới, những điều kiện và nhân tố mới để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, đây là một trận đánh có ý nghĩa to lớn đối với việc xây dựng truyền thống chiến đấu và chiến thắng của sư đoàn các cấp ủy đảng tri bộ và các đơn vị phải quán triệt các yêu cầu sau tranh thủ thời cơ mạnh dạn táo bạo thọc sâu bao vây chia cắt thực hiện đánh tiêu diệt và làm tan giá địch để cao tinh thần chủ động hiệp đồng chiến đấu phát huy tinh thần độc lập chiến đấu nhất là các trường hợp thọc sâu bị địch chia cắt hiệp đồng theo tiếng súng tiến công kiên quyết liên tục tiêu diệt từng đại đội tiểu đoàn trung đoàn địch tiên tới tiêu diệt toàn bộ quân địch trên địa bàn tác chiến và sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp theo. Phối hợp chặt chẽ giữa tiến công và nổi dậy của quần chúng, hỗ trợ cho quần chúng nổi dậy. Triệt đề chấp hành mọi mệnh lệnh chiến đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật chiến trường và các chính sách. Phương án tác chiến của sư đoàn được Bộ Tư lệnh Quân đoàn phê chuẩn. Chiều ngày 6 tháng 4, Bộ Tư lệnh Sư đoàn giao nhiệm vụ cho các đơn vị. Trung đoàn 266 được bổ sung tiểu đoàn 5 trung đoàn 270 thay tiểu đoàn 8, quân đoàn đã sử dụng nghi binh ở hướng Túc Trương, được tăng cường 4 khẩu cối 120, 2 khẩu 85 ly, 2 khẩu 37 ly của trung đoàn 55 trực tiếp tiến công vào các mục tiêu do sư đoàn đảm nhiệm trong thị xã. Trung đoàn 270, thiếu tiểu đoàn 5 đánh địch vòng ngoài, ngăn chặn địch từ Gia Tân, núi thị, không cho chúng ứng cứu đồng thời chuẩn bị sẵn sàng bước vào chiến đấu nếu Trung đoàn 266 gặp khó khăn. Trung đoàn 55, thiếu đại đội liệu pháo 122, bố trí một cụm pháo bắn trực tiếp, chi viện cho Trung đoàn 266 và kiềm chế các trận địa pháo của địch. Tiểu đoàn 12 pháo cao xạ 37 ly làm nhiệm vụ canh giữ bầu trời, sẵn sàng bắn máy bay, bảo vệ đội hình chiến đấu của sư đoàn, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phần tử để có thể bắn tất cả các mục tiêu trên địa bàn tác chiến sau khi nhận nhiệm vụ ở sư đoàn, các đơn vị tiến hành họp đảng ủy và triển khai công tác tổ chức chiến đấu. 18 giờ ngày 8 tháng 4, các đơn vị được giao nhiệm vụ đánh vào Xuân Lộc xuất phát. 0 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 4, Sở Chỉ huy Sư đoàn Đê Á nhận được báo cáo từ các hướng. Tiểu đoàn 5 đã áp sát bìa rừng cao su, đang to chức vượt trảng chống. Tiểu đoàn 7 đã tới Bình Lộc Sở, đang vượt đường một về lô cao su phía đông, tiểu đoàn 9 đã vượt qua suối tre. Các khẩu đội cối, cao xạ 37 ly, pháo 85 ly đang cấu trúc trận địa. 4 giờ sáng, các hướng báo về, bộ đội đã áp sát hàng rào, các trận địa pháo đã chuẩn bị xong phần tử. 5 giờ ở hướng Tây Bắc xảy ra tình huống nhân dân trong thị xã mở cổng ấp chiến lược đi làm nương, thấy bộ đội ta đảo công sự ngay sát hàng rào, bà con đứng lưỡng lự ở cổng ấp, để giữ bí mật đến giờ G chính trị viên đại đội 9 Tạ Quang Trung tới gặp nhân dân, đề nghị bà con đi làm và không một ai quay về nhà. Hai chiến sĩ được lệnh đứng chặn ngang cổng ấp để phòng tình huống bất chắc. Đồng bào vui vẻ kéo nhau ra dãy, không một ai quay trở lại. Trời vẫn còn tối và dây đặc sương mù. Cùng thời gian ấy, trên các trận địa pháo, các pháo thủ đang chỉnh tầm, hướng và sẵn sàng lao đạn. Trên đài quan sát, tiểu đoàn trưởng Tạ Duy Bảo và đại đội trưởng Nguyễn Hữu Đa cũng đã đánh dấu xong cự ly các mục tiêu giờ chỉ còn 10 phút nữa, nhưng sương mù vẫn còn dày. Sư đoàn điện lên quân đoàn xin kéo dài thêm 10 phút nữa cho sương tan bót, nhìn mục tiêu rõ hơn. Quân đoàn chuẩn y. Trực ban tác chiến Lê Hải Anh điện phổ biên lại giờ cho khai tử tiểu khu Xuân Lộc. Pháo chiến dịch và các trận địa pháo của trung đoàn 55 đồng loạt nhà đạn, từng đụn khói trùm lên các mục tiêu. Quả đạn 85 đầu tiên bắn trực tiếp, phá tung cục anten của khu trung tâm thông tin quả lựu đạn 122 đầu tiên cũng bẻ gãy nốt cột anten trên đỉnh núi thị. Sau mỗi loạt đạn nổ, tiếng các chiến sĩ thông tin ở các đài quan sát pháo binh và các mũi tiến quân của bộ binh lại báo cáo về sở chỉ huy sư đoàn. Pháo bắn chính xác ngay loạt đầu đạn, chúng khu trung tám thông tin. Bọn địch trong tiểu khu Xuân Lộc gào bọn pháo binh chi viện. Các trận địa pháo địch ở núi Thị, Suối Tre, ngã Ba Tân Phong bắn như vãi đạn dọc đường số 1 về phía Bắc, Tây. Chúng định dùng hàng rào lửa ngăn chặn bộ binh và phản pháo các trận địa của ta. Máy bay trinh sát vẻ vẻ trên bầu trời. Máy bay AD-6, A-37, F-5 điên loạn, lồng lộn chúc đầu xuống chút bom. Các trận địa cao xả 37 ly kịp thời nhả đạn, hất ngược chúng lên. Mặc cho bom đạn địch nổ đinh tai, nhức óc. Mặc cho máy bay địch gầm rú, xé rách bầu trời. Các khẩu đội pháo vẫn giữ đúng phần tử rót vào các mục tiêu trong thị xã. Sau một trận mưa pháo khủng khiếp, phần lớn các hỏa điểm địch đã bị pháo ta phá hoại hoặc làm tê liệt. Đúng 6 giờ 40 phút, hai phát pháo hiệu đỏ rực bay vụt lên bầu trời. Các chiến sĩ bộ binh vọt dậy lao qua cửa mở, đánh thẳng vào các căn cứ. Tiểu đoàn 7 tiến công trên hướng Tây Bắc, hướng tiến công chủ yếu vào mục tiêu. Tiểu đoàn 5, hướng Đông Bắc, tiểu đoàn 9 kẹp sườn bên phải tiểu đoàn 7. Ở hướng tiểu đoàn 5, đại đội 5 được chọn làm đơn vị mở cửa. 4 giờ sáng, đại đội 5 đã tới vị trí sát hàng rào và dùng kéo bí mật cắt được vài lớp. Đến giờ nổ sung, pháo binh cấp tập vào các mục tiêu thì tổ mở cửa của Nguyễn Xuân Loan, Nguyễn Văn Đấu, Trần Văn Ngọc đã đút bộc phá ống vào dưới lớp rào. Bộc phá nổ, xé tung đến hàng rào thứ năm. Địch phát hiện ra hướng cửa mở, tập trung hỏa lực bắn ra như mưa. Máy bay C-130 sổ từng tràng liên thanh vào con đường dẫn tới cửa mở. Một số chiến sĩ thương vong, bộ phận hỏa lực của đại đội 8 lên khẩu nào cũng bị thương, cửa mở gặp khó khăn, đội hình un lại. Khẩu đội trưởng Nguyễn Đăng Trinh vác khẩu DKZ lao lên sát hàng rào, lợi dụng mô đất cao, nhằm thắng khẩu đại liên đầu cầu của địch, néo cò. Hỏa điểm đầu tiên của địch bị dập tắt. Trinh diệt luôn hai khẩu đại liên của địch ở phía trường Trung học Hòa Bình đang bắn ra cửa mở. Lợi dụng thời cơ, Nguyễn Văn Lái ôm bộc phá lao lên, giật nụ xòe phá tung thêm hai lớp rào nữa, địch ở gác hai của trường trung học xả đại liên vào cửa mở, lái hy sinh, thêm một số đồng chí bị thương. Đại đội trưởng Nguyễn Quốc Hoàn vừa ôm bộc phá lao lên vừa nói dù thương vong cũng quyết hoàn thành nhiệm vụ, hãy trả thù cho những đồng chí đã hy sinh. Một viên đạn tiểu liên cực nhanh của địch dính vào tay trái Hoàn, ống bộc phá văng sang bên. Tiểu đội phó Nguyễn Xuân Hải nhạo đến ôm ống bộc phá đút vào hàng rào, giật tung lớp hàng rào thứ bảy thì gặp ngay lớp rào vướng chân là là mặt đất đại đội 5 quyết định mở thêm cửa thứ hai. Các xạ thủ súng DKZ Đinh Quang Tạo, Nguyễn Văn Nhung, Nguyễn Đăng Trinh ở đại đội 8 tập trung bắn sập những hòa điểm lợi hại của địch từ trường trung học Hòa Bình, từ trong các căn nhà, cũng là lúc Nguyễn Khắc Sơn mở xong cửa thứ nhất. Trung đội 2 do Nguyễn Xuân Loan chỉ huy cũng mở gần xong cửa thứ hai, còn một lớp rào thì hết bộc phá ống, trợ lý tác chiến tiểu đoàn 5 Lê Hồng Sơn lấy ván bắc qua hàng rào. Tiểu đoàn 5 ào ạt tiến qua hai cửa mở như những cơn lốc, tiêu diệt hàng loạt vị trí của hai tiểu đoàn bảo an 340, 342 bảo vệ mé ngoài và thọc sâu vào các cứ điểm, các mục tiêu ở khu vực xung quanh dinh tỉnh trưởng. Cùng lúc đó, ở hướng chủ yếu, đại đội một tiểu đoàn 7 đã mở gần xong cửa mở thì địch điều hỏa lực bắn vào cửa mở, một số chiến sĩ thương vong. Chính trị viên tiểu đoàn 7 Nguyễn Hữu Điệt bị thương vào tay phải tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Huyên điều khiển DKZ của đại đội 4 lên diệt ngay cụm hỏa lực mới kéo tới của địch. Các đồng chí Trần Văn Quang, Nguyễn Viết Xuân chấp thời cơ mở xong cả hai cửa, cũng là lúc phát pháo hiệu đỏ rực vút lên. Tiểu đoàn 7 thành hình chữ A ảo ạt công kích vào hướng Bắc, Đông Bắc của thị xã. Đến 7 giờ 5 phút, tiểu đoàn 7 đã đánh chiếm xong khu vực Bắc Nhà Thờ, Tây Bắc Dinh Tỉnh Trưởng, Tây Bắc Bến Xe Văn Thành. Ở hướng tiểu đoàn 5, đại đội 5 hình thành ba mũi, tiến công thần tốc, phát triển về phía dinh tỉnh trường. Tiểu đoàn 9 cũng đã đánh chiếm và làm chủ khu gia bình và nhà máy điện. 7 giờ 40 phút, cả ba tiểu đoàn đã thanh toán xong các mục tiểu khu thông tin, khu cố vấn, khu cảnh sát và đang hợp điểm tại khu vực dinh tỉnh trường. Địch bị dồn cả vào khu vực này, lợi dụng các dãy nhà nhiều tầng kiên cố đặt đại liên, trung liên, M79, bắn chặn các mũi tiến công của ta khẩu đội trưởng Nguyễn Đăng Trinh ôm khẩu DKZ đặt lên thùng phi đất, bắn hỏng khẩu đại liên địch ở gác cao mé trái nhà thờ. Từ cánh phải trường trung học, một toán địch co cục bắn M79, tiêu liên cực nhanh ra phía Trinh, một mảnh đạn cắm vào đùi Trinh. Đang băng bó, nghe anh em gọi phát hiện địch co cục bắn vào đội hình bộ binh, nép sát người vật tường, Trinh vận động tới, vác khẩu DKZ lên vai bắn, bọn địch giạt sang phòng cuối. Trinh quay nòng chuyển hướng bắn tiếp một phát, Cả mảng tường đố sập, bọn địch bị tiêu diệt. Thấy vết thương ở đùi Trinh ra nhiều máu, chính trị viên Phạm Văn Bình bảo anh lùi về phía sau. Trinh nói, tôi còn chiến đấu được, đề nghị xin thêm đạn. Tiểu đội chuyển thêm hai quả. Trinh vận động lên 200 mét, bắn hỏng khẩu đại liên của địch ở góc phải nhà thờ. Lúc này, Trinh đã bị thương lần thứ hai. Anh giấu đồng đội, ngồi dựa vào tường định nghỉ một lát để lấy sức. Bỗng nghe chính trị viên Bình gọi. Địch dùng xe tăng phản kích đang tập trung ở ngã tư đường Quang Trung và đường 1. Chính trị viên, để tôi. Còn viên đạn cuối cùng, trinh lẻn vào một căn nhà dân, nhìn thấy ba xe tăng địch đang bắn mạnh về phía dinh tỉnh trường. Anh kê khẩu DKZ vào bục cửa sổ, ngắm chiếc đi đầu. Chiếc xe tăng dùng mình đứng sững lại. Hai chiếc còn lại quay vòng bỏ chạy. Anh tiếc rẻ vì đạn đã hết. Qua ba giờ chiến đấu, Nguyễn Đăng Trinh đã bắn 14 phát DKZ, phá sập nhiều lô cốt, bắn cháy một xe tăng địch, nêu tấm gương bị thương không rời trận địa chiến đấu kiên cường, táo bạo, lập công xuất sắc. Sau khi đưa xe tăng ra chi viện, bị bắn cháy, nhiều hỏa điểm lợi hại bị tiêu diệt, bọn địch đành rút lui dần về phía sân bay Cáp Giang. Đến 9 giờ 30 phút, khu vực nhà tên tỉnh trưởng đã bị chiếm. Các chiến sĩ Phạm Lê Canh, Nguyễn Văn Trọng của tiểu đoàn 5 và Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Minh Đức của tiểu đoàn 7 cùng lên cắm cờ trên nóc nhà tên tỉnh trưởng hai lá cờ chiến thắng phần phật trong nắng sớm vẫy gọi các chiến sĩ tiếp tục tiến lên. 10 giờ, các đơn vị đã cơ bản làm chủ các mục tiêu được phân công. Đến 11 giờ, địch điều tiểu đoàn 1, chiến đoàn 48, từ ngã tư Tân Phong đến phản kích ở hướng Tây Bắc và điều tiểu đoàn 2, chiến đoàn 52, từ gia tân đánh vào bên sườn trung đoàn 266, nhằm bịt cửa của ta. Chúng còn điều một chi đội xe tầng từ ấp Tân Xuân, men theo đường Quang Trung, Chọc một mũi qua ngã tư giường hoàng diệu, kết hợp với tiểu đoàn 1, chiến đoàn 48 phản kích nhằm chiếm lại các mục tiêu tại khu vực dinh tỉnh trưởng. Mặt khác, địch dùng máy bay, pháo binh bắn bừa bãi và dọn đường cho bộ binh tiến công, đồng thời ngăn chặn ta phát triển xuống sân bay. Trước tình hình đó, phó trung đoàn trưởng Lê Tiến Hạt hội ý chớp nhoáng với các cán bộ tiểu đoàn và thống nhất kiên quyết tập trung binh lực, hỏa lực để tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch, giữ vững các mục tiêu đã chiếm trước mắt, phải diệt bằng được bọn địch đang co cụm trên tháp chuông nhà thờ, trên gác ba nhà ngân hàng đồng tiến và tại ngã ba đường sắt, tổ chức hỏa lực ngăn chặn xe tăng, đồng thời lùng sục, truy quét và củng cố các vị trí đã chiếm, chuẩn bị đánh địch phản kích. Lúc này, Sư đoàn trưởng lệnh cho Trung đoàn 270 tung tiểu đoàn 4 từ Bình Lộc Sở hiệp đồng với tiểu đoàn 9 đánh tạt sườn quân địch đến phản kích. Tiểu đoàn 1, chiến đoàn 48 Ngụy từ ngã Ba Tân Phong vừa mon men đến lô cao su sát đường số 1 ở hướng Tây, Bắc, bị tiểu đoàn 9 đánh hất trở lại, lại bị tiểu đoàn 4 đánh tạt sườn bị tiêu diệt một số, phải lùi về vị trí cũ. Trong thị xã, tiểu đoàn 7 tổ chức lực luôn gọn nhẹ, lợi dụng các đầy phố, các căn nhà nhiều tầng, tiến sát ngã tư đường Hoàng Diệu, Quang Trung bắn cháy 4 xe tăng, tiêu diệt một số bộ binh. Tiểu đoàn 5 bắn cháy hai chiếc khác ở đoạn ngã tư đường sắt âm mưu phản kích của địch tạm thời bị bẻ gãy. Qua một ngày chiến đấu, ta tiêu diệt và làm tan rã một số lớn quân địch, bắt sống 235 tên, bắn cháy 7 xe tăng, làm chủ các mục tiêu được quân đoàn phân công. Bộ tư lệnh sư đoàn nhận định địch, địch bị đánh bất ngờ, đối phó lúng túng. Nhưng ở hướng chủ yếu của quân đoàn gặp khó khăn và không đánh trúng các mục tiêu, nên chiến đoàn 43 địch còn tăng cường lực lượng để phản kích, giành lại các vị trí đã mất. Về phía ta, trung đoàn 266 phát triển thuận lợi, tinh thần chiến đấu tốt, nhất là tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 7. Nhưng do chuẩn bị vật chất chưa tốt, đạn hết, nên tốc độ tiến công và phát triển có chậm. Tiểu đoàn 4 đánh vận động tương đối tốt, đã bẻ gãy đợt phản kích của tiểu đoàn 2, chiến đoàn 52, bảo vệ tốt cạnh sườn cho trung đoàn 266. Bộ tư lệnh sư đoàn chủ trương, kiên quyết giữ vững những mục tiêu đã chiếm, nhanh chóng giải quyết thương binh, tử sĩ, bổ sung đạn, gạo, sốc lại lực lượng để ngày mai tiếp tục tiến công, tạo điều kiện cho hướng chủ yếu của quân đoàn đột phá. Suốt đêm 9 tháng 4, các đơn vị triển khai thực hiện các chủ trương trên. Đêm xuống, không khí căng thẳng của một ngày chiến đấu ác liệt chìm vào bóng tối, thỉnh thoảng dăm ba ngọn pháo sáng vút lên rơi rớt xuống đất, tắt ngấm. Trong đêm tối, các chiến sĩ tranh thủ củng cố các công sự ở các hẻm phố, các góc nhà, các đơn vị công binh, vận tải, chuyển đạn cơm nắm lương khô cung cấp cho các đơn vị bộ binh trong thị xã và giải quyết thương binh tử sĩ đưa về tuyến sau các chiến sĩ thông tin chắp nối tu sửa củng cố lại các hệ thống đường dây đi các hướng các cấp ủy cán bộ chỉ huy tranh thủ hội ý rút kinh nghiệm bổ sung các phương án sốc lại lực lượng biên chế sắp xếp lại tổ chức ở các mũi các phân đội tất cả đang chuẩn bị cho cuộc chiến đấu ngày mai trong lúc đó ở một ngách chiến hào chiến sĩ mới Nguyễn đang ngồi một mình với sáu khẩu súng thu được của địch, ngồi giữ trận địa. Chiều nay, mãi truy kích, ngô bị lạc đơn vị, do đó chỉ còn mình anh trụ lại ở trận địa này. Bỗng một tiếng rên khe khẽ của ai đó cất lên cách chỗ ngô không xa. Anh bỏ đến, từ dưới công, một tiếng rên nấc lên, ngô lao xuống cống. Ôi, trung đội trưởng Thành, cả người Thành đầy máu, đang cựa quậy. Khát, khát. Gặp trung đội trưởng chưa kịp mừng, cơn khát của thành càng làm ngô đau lòng tìm nước ở đâu đây chợt ngô nhớ tới mấy cây chuối non bị pháo tiện đứt lúc chiều anh trường đi và kéo thân cây chuối non còn khét mùi thuốc súng về nửa bát nước đọt chuối mà ngô nhai nhả ra đã làm thành tỉnh lại đơn vị đâu cả anh em ai còn ai mất còn quanh đây cả thôi ngô quyết định đưa trung đội trưởng về tuyến sau anh đặt thành lên lừng và đưa thành ra khỏi hàng rào giao thành cho bộ phận tải thương xong Nguyễn Đăng Ngô trở lại vị trí chiến đấu. Sau ngày chiến tranh kết thúc, Phạm Văn Thành gặp lại Nguyễn Đăng Ngô tại Sài Gòn. Thành ôm Ngô, khóc: "Tôi được trở về đội ngũ, được thấy đất nước giải phóng, tôi nhớ ơn Ngô rất nhiều." Ngô khiêm tốn: "Anh trở về đội ngũ là nhờ bệnh viện, nhờ đồng đội và chính là ở tinh thần chiến đấu kiên cường của anh." Cũng đêm 9 tháng 4, ở đại đội 2, tiểu đoàn 17 công binh vừa đảo xong công sự cho sở chỉ huy sư đoàn thì được lệnh cử một trung đội đi làm nhiệm vụ góp phần giải phóng Xuân Lộc. Cả đại đội vùng dậy, quên cả đói, mệt, cơn buồn ngủ tan đâu mất. Những cánh tay rắn chắc dơ cao xin đi làm nhiệm vụ. Không ai biết nhiệm vụ gì, sống được góp phần vào giải phóng Xuân Lộc là niềm vui lớn nhất đối với chiến sĩ công binh. Tiểu đoàn phải chỉ định ai đi, ai ở mới gian xếp được. Trung đội 3 do Đại đội trưởng Nguyễn Văn Lý và Trung đội trưởng Phạm Xuân Toại chỉ huy được lệnh lên đường tại sở chỉ huy sư đoàn, trung đội 3 được giao nhiệm vụ áp tải hai xe đạn các loại vào Xuân Lộc, khi trở ra sẽ áp giải tù binh. Trời tối như bưng, lái xe căng mắt vẫn không đi đúng con đường làm tạm. Chiếc xe tải bò từng bước, các trận địa pháo của địch vẫn bắn chặn đường. Máy bay địch thỉnh thoảng quẳng vài quả pháo sáng trao đảo trên không. Pháo sáng tắt, màn đêm càng dày đặc. Luồn lách qua các hẻm phố, vừa đánh địch vừa sục sạo tìm kiếm, trung đội 3 đã tìm được tiểu đoàn 5, Đúng lúc thiếu đạn, bụng đói, được công binh tiếp đạn, cơm nắm, lương khô, các chiến sĩ tiểu đoàn năm xúc động rơi nước mắt. Ai cũng hứa quyết tâm tiêu diệt địch để khỏi phụ lòng quan tâm của cả sư đoàn đối với lực lượng xung kích đang trực tiếp chiến đấu. 5 giờ 27 phút, ngày 10 tháng 4, pháo binh ta bắn vào một số mục tiêu còn lại trong thị xã. 5 giờ 47 phút, pháo binh ngừng bắn. Tiểu đoàn 9 hình thành hai mũi tiến công vào tòa hành chính. Tiểu đoàn 5 phát triển xuống sân bay Cáp Giang. Tiểu đoàn 7 đánh vào căn cứ Lê Lợi, nơi đồn trú của hai tiểu đoàn 343 và 367 Bảo An. Đêm 9 tháng 4, địch đã củng cố lại các khu vực trong thị xã. Do đó yếu tố bất ngờ không còn nữa. Địch đã chủ động đối phó ngay khi lực lượng xung kích của ta áp sát hàng rào. Tiểu đoàn 7 đã 5 lần tổ chức đột phá vẫn không thùng. Số thương vong ngày một cao. Chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Hữu Điệt hy sinh. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Huyên tạm cho bộ đội lùi xuống dưới chân đồi và xin sư đoàn cho pháo binh bắn cấp tập theo hiệu chỉnh của các chiến sĩ bộ binh. Được chiến sĩ bộ binh chỉnh tầm, chỉnh hướng, các trận địa pháo của ta đã phá tung một loạt công sự vòng ngoài, ghim cứng bọn địch trong các công sự, căn cứ lê lợi chìm trong lửa và khói. Lực lượng xung kích tiểu đoàn 7 lợi dụng thời cơ phá tung hàng rào, pháo vừa ngừng, các mũi đột kích đã thọc sâu vào căn cứ. Một trận đánh bằng lựu đạn, lưỡi lê diễn ra ác liệt. Đến 18 giờ, tiểu đoàn 7 làm chủ chiến trường, đánh thiệt hại nặng hai tiểu đoàn bảo an 343 và 367. Ở hướng tiểu đoàn 9 cũng diễn ra những trận chiến đấu quyết liệt giữa chiến sĩ ta với tiểu đoàn 2, chiến đoàn 43. Mở sáng ngày 10 tháng 4, được chiến đoàn xe tăng 181 chi viện, tiểu đoàn 2 địch mở đợt phản kích hồng đánh chiếm lại khu vực nhà thờ và tòa hành chính. Tiểu đoàn 9 đã giành giật với địch từng ngách phố, căn nhà từng đoạn hào giao thông nhỏ. Cuộc chiến đấu ở đây không còn là đội hình chiến đấu của đại đội, tiểu đoàn, mà phần lớn là tổ chiến đấu, thậm chí là cá nhân chiến đấu. Mỗi tổ, mỗi người đều tự ghép mình thành từng bộ phận, tự hiệp đồng với nhau, hỗ trợ nhau chiến đấu. Chiến sĩ liên lạc đại đội 9 Phạm Văn Lái cùng phó đại đội trưởng Đặng Xuân Dần và ba chiến sĩ Trúc, Toại, Hà hình thành một mũi đánh và một đoạn chiến hào của địch. Để tránh đánh vỗ mặt, Lái xin phép phó đại đội trưởng Dần dẫn toại và hà vòng phía trái, bí mật thọc một mũi vào sau lưng địch. Bị đánh bất ngờ, bọn địch bỏ chạy, lái đuổi theo, mải đuổi giặc, lái thọc quá sâu vào tung thâm. Trong lúc đơn vị được lệnh chuyển hướng tiến công, Phạm Văn lái chỉ có một mình với khẩu AK hết đạn. Lái xác định, còn một mình cũng đánh, tìm súng địch mà đánh. Lái vớ được khẩu AR-15 với băng đạn đầy và hai quả lựu đạn Mỹ. Anh củng cố công sự để chuẩn bị chiến đấu. Từ gốc cao su bên cạnh, Ba tên địch mặc áo rằn di mò lại, lái im lặng chờ chúng đến thật gần mới tung lựu đạn, một tên chết tại chỗ, một tên bị thương và tên kia bỏ chạy, lái cầm khẩu AK đã lắp lê, đuổi theo lao một đường lê, tên lính bị lưỡi lê xuyên qua lưng, bổ sấp về phía trước. Trời tối dần, qua một ngày chiến đấu, đói khát, mệt mỏi, lái định tìm về đơn vị, nhưng anh lại nghĩ nhiệm vụ là bảo vệ mục tiêu, không thể bỏ ra được đang củng cố vị trí chiến đấu thì có ba bóng người xuất hiện sau một mô đất. Quan sát kỹ, nhận ra ba du kích lái cùng với ba du kích lập một tổ chiến đấu. Sáng hôm sau, 11 tháng 4 một đại đội địch mở đợt tiến công, định chiếm lại đoạn hào đã mất. Lái nâng khẩu B40 của chiến sĩ du kích, lao quả đạn vào đội hình địch, thiêu cháy 14 tên. Bọn sống sót xô nhau chạy. Phạm Văn Lái lại nhảy lên công sự đuổi đánh. Một mảnh đạn M79 cắm phập vào tay trái của anh lái trở về vị trí cũ. Đang băng vét thương thì gần chục tên địch lại lò dò tới gần. Lái phân công mục tiêu cho ba chiến sĩ du kích, còn anh dùng quả lựu đạn còn lại, tung vào cụm địch. Mấy tên địch ngã nhào. Đợt phản kích của địch bị tổ của lái đánh bật ra. Đến 11 giờ, đơn vị vận động đến, cũng là lúc Phạm Vạn Lái ngất đi và được đồng đội đưa về trạm phẫu trung đoàn. Hơn một ngày chiến đấu trong hoàn cảnh một mình một hướng tiến công, độc lập chiến đấu, lấy súng địch tiêu diệt địch bị thương không rời vị trí, Phạm Văn Lái đã diệt 31 tên địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, nêu tấm gương chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, táo bạo tiến công. Đêm 10 tháng 4 là một đêm đấu pháo quyết liệt. Địch dùng hàng chục trận địa pháo với 86 khẩu đủ loại 105 ly, 155 ly, cùng hàng chục lần máy bay ném bom phá hoại các khu vực đã bị ta đánh chiếm trong hai ngày qua. Chúng phản pháo vào các trận địa pháo của ta, đồng thời bắn chặn các con đường từ hậu cứ dẫn vào thị xã. Máy bay C-130 không sổ từng tràng đạn 20 ly. Chúng định làm thành một hàng rào lửa ngăn chặn, không cho ta tiếp đạn và giải quyết thương binh. Chúng định hủy diệt toàn bộ lực lượng ta còn bám trong thị xã. Nhưng các tiểu đoàn 5, 7 và 9 vẫn kiên cường bám trụ, vừa củng cố công sự, vừa chuẩn bị tư thế đánh địch phản kích trong ngày mai. 4 giờ sáng ngày 11 tháng 4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 lệnh cho Sư đoàn 341 tổ chức một lực lượng đánh vào Sở Chỉ huy Chiến đoàn 43 và một lực lượng đánh xuống sân bay Cáp Giang, bắt liên lạc với Sư đoàn 7. Chiều hôm trước, địch đã dùng trực thăng đổ lữ dù một xuống ấp Tân Phong và lực lượng này đã bao vây tiểu đoàn 18, Sư đoàn 7. Địch còn điều tiểu đoàn 1, Chiến đoàn 48, tiểu đoàn 1, Chiến đoàn 43 và tiểu đoàn 2, Chiến đoàn 52, tăng cường giải tỏa vòng ngoài. Mở sáng ngày 11 tháng 4, lực lượng này đã tổ chức phản kích vào khu hành chính, dinh tỉnh trưởng và dọc theo đường số 1 về phía tây bắc. Như vậy, nhiệm vụ của sư đoàn càng nặng nề hơn, phải vừa đánh địch phản kích, giữ vững các mục tiêu đã đánh chiếm trong hai ngày qua, vừa tổ chức lực lượng hỗ trợ, giải vây, giải quyết khó khăn cho đơn vị bạn. Sư đoàn trưởng chỉ thị cho trung đoàn 270 tung tiểu đoàn 6 kết hợp với tiểu đoàn 7 đánh xuống sân bay Cáp Giang tiểu đoàn 5 đánh vào sở chỉ huy chiến đoàn 43, tiểu đoàn 9 giữ vững các mục tiêu đã chiếm, tiểu đoàn 4 chuẩn bị đánh giải vây cho tiểu đoàn 18, sư đoàn 7. 5 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4, pháo binh bắn 30 phút vào sở chỉ huy sư đoàn 18 và chiến đoàn 43. 6 giờ pháo binh chuyển làn, kiềm chế các trận địa pháo địch ở núi Thị, ngã Ba Tân Phong. Tiểu đoàn 5 lợi dụng các hẻ phố, các ngôi nhà nhiều tầng bị bom pháo phá sập áp sát và tiêu diệt được một số mục tiêu vòng ngoài của chiến đoàn 43. Địch chống cự quyết liệt, một vài phân đội của tiểu đoàn 5 lùi lại. Trong lúc đó, đại đội 5 vẫn tiếp tục đột kích theo hướng phân công. Trung đội trưởng Nguyễn Phi Nhân dân trung đội luồn qua các bức tường đổ, áp sát sở chỉ huy chiến đoàn 43 về hướng đông, tiêu diệt một số hòa điểm bên ngoài. Địch rút sâu vào trong căn cứ. Nguyễn Phi Nhân đuổi theo, tiêu diệt một số tên. Nhưng vì các mũi khác gặp khó khăn, không đột phá được vào mục tiêu nên mũi đột kích của Nguyễn Phi Nhân bị lẻ loi. Anh đã hy sinh anh Dũng trước sở chỉ huy của chiến đoàn 43. Mãi đến 11 giờ, đại đội 6 tiểu đoàn 5 mới bắt liên lạc được với sư đoàn 7 và cùng với bạn tiếp tục đột phá vào sở chỉ huy chiến đoàn 43. Ở hướng các tiểu đoàn 6 và 7 cũng diễn ra những trận đánh rằng co với địch. Địch mới được tăng viện, chi NG sử dụng xe tăng, xe bọc thép cùng bộ binh chống phá điên cuồng các đơn vị của ta đã bốn lần đột phá vào sân bay Cáp Giang đều bị chúng đánh hất trở lại. Tình hình diễn biến không thuận lợi, hai tiểu đoàn đều gặp khó khăn, Phó Sư Đoàn trưởng Vũ Cao và chủ nhiệm chính trị Nguyễn Quế xuống ngay sở chỉ huy Trung đoàn 266 đốc chiến. Đại đội 9, tiểu đoàn 14, được lệnh đưa pháo 85 ly bắn trực tiếp vào các hầm chứa máy bay lúc bấy giờ là sở chỉ huy Lữ Dù 1. Thực hiện quyết tâm mỗi viên đạn một lô cốt địch, Phó đại đội trưởng Nguyễn Văn Sửu sau khi chỉ huy khẩu đội bắn thùng hai hầm để máy bay, vừa quay về mô đất cao để quan sát và chỉ huy bắn tiếp, thì một chớp lửa léo lên nơi anh đứng. Tiếp theo là tiếng nổ đinh tai của quả đạn 105 của địch. Đất đá, cát bụi tràn khắp trận địa. Các pháo thủ Trần Xuân Trường, Trần Viết Long đều bị thương. Phó đại đội trưởng Sửu bị dập nát hai đùi. Anh em đến băng cho Nguyễn Văn Sửu, anh khoát tay, nói, đường nào tôi cũng không sống được các đồng chí băng ngay cho hai đồng chí kia. Anh bảo vậy, nhưng đồng đội không ai bỏ anh. Trong tiếng ầm ảo, hỗn độn của máy bay và tiếng nổ của pháo ta, pháo địch, mọi người vẫn nghe rõ tiếng nói rõng rạc của Nguyễn Văn Sửu, bình tĩnh mà bắn, còn một người cũng đánh. Bắn thật chính xác để chi viện cho bộ binh. Bị thương nặng, máu chảy nhiều, Nguyễn Văn Sửu vẫn bám chặt mô đất, nhoài người về phía trước, động viên bộ đội chiến đấu. Đến khi đã kiệt sức, anh thều thào, Hãy chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, xứng đáng với lòng tin của các chiến sĩ bộ binh." Trên khuôn mặt xỉu thoáng nở một nụ cười, anh đã chút hơi thở cuối cùng. Lâm Văn Học ôm chặt lấy xỉu, "Anh Xỉu, anh Xỉu." Thấy pháo bắn thẳng ngừng bắn, bọn địch lại kéo đại liên ra bắn chặn bộ binh ta. Học nhìn chừng chừng vào cái khoảng không có nhiều tia lửa điên cuồng ấy, đôi mắt anh ánh lên một cách dữ dội.